Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì thầy đã quay xong cho các em ở những phần nào rồi nè? Phân số, số thập phân xong này, hình học phẳng xong này, thống kê và xác suất xong. Đúng chưa? Thầy sẽ quay phần 4, một cái phần mà thầy nghĩ các em cũng nên học lại một xíu. Tại vì phần 4 này bản thân nó chỉ rơi vào cái chương 7, đó chính là hình học trực quan ở phần đối xứng. Như là hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng. Hiểu nào? Ở cái bộ sách Trăng trời sáng tạo là hơi khác so với hai bộ sách của học kỳ 2 của Cánh diều và Kết nối tri thức. Thì không phải là khác mà hai cái bộ sách Cánh diều và Kết nối tri thức chúng ta được học ở học kỳ 1 rồi. Thì trong học kỳ 1 chúng ta được học về hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng rồi. Thì trong clip này thì thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em trong một clip thôi, trong một clip, và thầy sẽ chỉ những hình nào và cách xác định được tâm đối xứng và trục đối xứng. Và đồng thời ví dụ như khi người ta vẽ đưa ra một cái hình, người ta yêu cầu các em vẽ phần còn lại để cho cái đường thẳng đó là trục đối xứng hoặc là cái tâm đó là tâm đối xứng để mà người ta vẽ hình cho nó chính xác. Hỏi nè, bây giờ chúng ta sẽ học ở phần này nữa là xong nha. Thì đây thầy đang lấy quyển sách đó chính là Trăng trời sáng tạo này, về hình học và đo lường. Thì ở cái chương 7 đó chính là hình học trực quan, tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên. Thì đây người ta lấy cái con vật, đây là con vật. Thì em thấy cả con người chúng ta, ta nhìn trên con người chúng ta, thì nếu chúng ta lấy một cái đường chỉ dọc từ trán, giữa trán ta chỉ dọc xuống, thì ví dụ như tay thì chúng ta thấy đối xứng ở hai bên, mũi cũng đối xứng, tay cũng đối xứng, mắt cũng đối xứng, không cái gì cũng đối xứng hết. Chỉ có xuống cái vị trí mà gần cuối rồi thì có vẻ không đối xứng một chỗ. Phụ nữ thì có vẻ đối xứng nhưng mà đàn ông thì có vẻ con cái cũng không được đối xứng lắm hè. Nó vui vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Ta đi sang ở bài 1, đó chính là hình có trục đối xứng. Thì ví dụ như ở đây các em thấy con bướm không? Con bướm này thì tại sao chúng ta biết được cái đường này là trục đối xứng? Tại vì khi chúng ta gấp cái con bướm này lại thì cái cánh này này nó sẽ chồng khít lên cánh này. Phía bên này chồng khít bên này. Thì bây giờ thầy làm mẫu em này, ví dụ các em nhìn này. Ở đây thầy chuẩn bị hình chữ nhật đúng không? Xác định cái trục đối xứng hình chữ nhật thì thầy sẽ gấp cái mép này, cái mép này với cái mép này nó trùng nhau. Thì nó sẽ tạo thành một cái đường đây. Cái đường thẳng đó nó chính là cái trục đối xứng đây này. Đấy. Thầy thực hành để em thấy dễ hình dung. Đây thì thầy sẽ nói cái đường này này, đây 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 đây, cái đường này đây, cái đường này này, cái đường này thầy mở ra này. Đấy, em thấy cái đường không, em thấy cái đường này không? Đây, cái đường này đây chính là đường, đây chính là cái trục đối xứng của cái hình chữ nhật này. Mà hình chữ nhật có mấy trục đối xứng? Có hai trục đối xứng. Ngoài cái việc thầy gấp chiều dài với chiều dài ra thì thầy có thể gấp chiều rộng. Đây, nó chồng khít lên nhau em. Thì đây, đấy, cái đường này này. Đây, thấy không? Thấy cái đường này không? Đó. Như vậy hình chữ nhật nó sẽ có hai cái trục đối xứng, trục thứ nhất và trục thứ hai. Thấy rất rõ ràng đúng không? Đó, như vậy nếu mà chúng ta một cái hình nào đó mà chúng ta gấp lại mà nó chồng khít lên hình kia thì thầy nói cái hình đó nó sẽ có trục đối xứng. Thì thầy thấy ở trong cái quyển sách mà Kết nối tri thức với cuộc sống nha, người ta viết rất là hay. Đây nè, kem ghim thầy cái phần này vô này, rất hay nè. Các cái hình bên đều có chung tính chất nè, chúng ta ghi thành này nè. Tại vì trong hai bộ sách Cánh diều và Chân trời sáng tạo thì nó chỉ mô phỏng để chúng ta hình dung thôi, chứ nó không có cho ra ghi như thế này. Có một đường thẳng D chia hình thành hai phần mà nếu nè gấp hình theo đường thẳng D thì hai phần đó chồng khít. Đây đây, chúng ta thầy đồ từ chồng khít lên nhau thì hình đó nó sẽ có trục đối xứng. Ví dụ như ở đây là cái hình con bướm này, các em gấp từ đây qua đây thì hai cánh nó chồng khít lên nhau, hoặc là đường tròn. Đường tròn thì ví dụ ở hình A này là chỉ có một trục đối xứng này, nhưng ở cái đường tròn này nó có bao nhiêu? Có vô số trục đối xứng em nhé. Cái hình tròn này có vô số trục đối xứng. Còn hình C này chỉ có một trục đối xứng này. Đó. Ví dụ như ở đây các em thấy ở chữ A này, người ta gấp mép này qua mép này thì chồng khít này. Ở B này gấp mép này gấp này, nhưng ở cái chữ G này này, chữ G này người ta gấp từ trên xuống cũng không chồng khít được này, gấp từ đây qua bên đây cũng không chồng khít được, chứng tỏ G này không có trục đối xứng này. H này có này, E này có, nhưng F này có, F này không có.
Ghép này cỡ kẻ chúng ta gấp theo cái chiều này. Cái chiều này cũng không trồng khít này, chiều này cũng không trồng khít. G với F này không có trục đối xứng này. Các em hiểu không? Hoặc là ví dụ biển báo này có trục đối xứng này. Anh này thì không thể nào có trục đối xứng được. Ví dụ chúng ta gấp theo chiều này. Từ đây qua đây thì ở đây cái đầu ở đây cái chân thì không thể nào trồng khít được. Cái này có trục đối xứng này. Các em hiểu không? Đấy. Bây giờ hình dung được thế nào là trục đối xứng chưa? Đó. Cái quyển sách kết nối tri thức này viết cái phần này rất là hay em. Nên thầy cho em học ở các bộ sách khác thì các em tham khảo và viết thầy tính chất này này để chúng ta nắm. Được chưa? Đấy, ok. Hiểu chưa? Gấp. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi sang ở cái hình có tâm đối xứng nha. Ở cái bài 2 chúng ta được học về hình có tâm đối xứng á. Hình có tâm đối xứng thì nghĩa là gì? Nghĩa là các em thấy ở đường tròn không? Đường tròn tâm O thì O này sẽ là tâm đối xứng. Khi chúng ta quay nửa vòng thì ví dụ ở cái xích đu này á, chúng ta quay nửa vòng mà ảnh xuống đây á, ha, mà trùng lặp lại thì O này chính là tâm đối xứng. Thì cái phần sách kết nối tri thức với cuộc sống nó cũng rất là hay em. Đây này, chúng ta viết được, chúng ta xác định được thế nào là hình cái tâm đối xứng này. Đây, ta có tính chất này rất là hay nè. Ví dụ hình tròn này trong trống, nhớ là trong trống hai cánh hoặc là bốn cánh, chờ ba cánh thì nó không có tâm đối xứng nha. Điều có chung đặc điểm này, em ghi thầy phần này này. Mỗi hình có một điểm O mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng. Một nửa vòng nghĩa là gì? Em nhìn này. Ví dụ hình tròn ở đây đúng không? Tâm O ở đây đúng không? Bây giờ chúng ta xác định ở đây, với ở đây hai điểm, nửa vòng là đây, đây là nửa vòng này. Em hiểu không? Em quay nửa vòng thì cái hình thu được chồng khít với chính nó vị trí ban đầu. Ví dụ ở đây thầy lấy cái xích đu hồi nãy á, là cái vòng này, thì khi đó chúng ta quay nửa vòng mà cái anh này với cái anh này là nó chồng khít lên nhau, nó không bị lệch gì cả, thì thầy nói cái hình này sẽ có tâm đối xứng. Em hiểu không? Đấy, như vậy thì ví dụ như thầy lấy ví dụ thằng tam giác đều á. Cái thằng tam giác đều là cái em nhìn này. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau. Thì cái em nói nó có tâm đối xứng không? Không có tâm đối xứng. Tại vì sao này? Khi bây giờ thầy quay, bây giờ tâm ở đây đúng không? Thầy quay cái đầu này một nửa vòng chạy xuống đây. Thì khi đó cái hình ảnh của nó là như thế này. Đúng không? Nó có chồng khít không? Không chồng khít. Tại vì ở trên đây là đỉnh, dưới đây là cạnh. Không chồng khít chứng tỏ thằng này không có tâm đối xứng. Được không? Thì bây giờ các em nhìn giùm thầy ở trên một số hình này. Ví dụ như ở hình tròn này chắc chắn có tâm đối xứng này. Đối cánh quạt này, nhớ lẽ là gần như không có tâm đối xứng. Ví dụ như là ba cánh hoặc năm cánh thì bây giờ người ta quay một nửa vòng thì không thể nào mà chồng khít lên được em. Hai cánh hoặc là bốn cánh hoặc là sáu cánh thường là như vậy. Ví dụ cái anh này là có tâm đối xứng này, anh quay nửa vòng này trùng khít là này, thấy không? Còn cái anh này quay nửa vòng thì chỗ này đáng lẽ là đây này, người ta minh họa này, nó không chồng khít chứng tỏ anh này không có tâm đối xứng này. Đó, như vậy thì một số hình có tâm đối xứng, ví dụ như là hình vuông này, hình vuông có tâm đối xứng, hình tròn có tâm đối xứng, một số hình như vậy. Thì cái này tùy thuộc vào cái độ gọi là nhìn hình của mình một xíu, nhưng mà nhớ là phải ghi thầy câu này vô này. Đó. Ghi thầy câu này, cả ba bộ sách các em ghi thầy câu này vô, câu rất là hay. Hệ thống lại cho các em tổng hợp lại hình cái tâm đối xứng và có trục đối xứng, còn tất cả kiến thức kia thì gần như giống nhau, thầy tổng hợp rồi. Chỉ có cái phần này, chỉ có cái bộ sách chân trời sáng tạo là hơi khác ở học kỳ 2 thôi. Thì một số bạn mà đang học chương trình chân trời sáng tạo thì cũng phải nhớ lại ở chỗ này. Thầy lấy quyển sách học kỳ 1 của kết nối tri thức cuộc sống, nó rất là hay ha, rất là hay. Đây, tâm đối xứng của một số hình phẳng này. Hình vuông thì giao điểm của hai đường chéo đây chính là tâm đối xứng này. Được chưa nào? Đấy, hình chữ nhật cũng vậy. Đấy, lục giác đều, lục là mấy? Lục là sáu cạnh. Sáu. Đây là bốn này, đều nghĩa là bốn cạnh này bằng nhau. Lục là sáu. Hình thoi là mấy? Là bốn. Bốn cạnh này bằng nhau. Và tâm của nó đây là tâm giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng. Được chưa nào? Đây. Tâm đối xứng của hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo. Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của các đường chéo chính.
Đây, nó có 3 đường chéo chính này, 1 này, 2 này, 3 này. Còn các đường chéo phụ nó là đây này, đây từ đây qua đây đường chéo phụ này, đường chéo phụ này, đường chéo phụ này. Hiểu chưa? Đó. Tại vì ba quyển sách thì cũng có quyển này viết cái này hay, cũng có quyển kia hay. Nhưng mà chung quy lại thì chúng ta học cái kiến thức nó cũng giống nhau, cũng không khác nhau đâu nha. Dù vẽ người ta cho một cái hình như này, chúng ta vẽ phần còn lại để cho tâm ô này đối xứng, thì các em cứ lấy ô này là trung điểm nhé. Ô này trung điểm, ví dụ ta vẽ từ đây qua đây thì người ta xác định ô này trung điểm, nghĩa là đoạn này với đoạn này bằng nhau này. Các em hiểu là đoạn này với đoạn này bằng nhau này. Đấy, hiểu chưa? Khoảng cách từ đây qua đây bằng nhau này, thì cơ cả chữ N này cũng vậy. Thấy không? Được chưa? Thì những cái này thầy giải chi tiết ở trong các cái bài. Ví dụ các em có thể tham khảo lại cái phần này ở cái bài số 2 của sách kết nối tri thức ở trong tập 1. Thầy đã quay cho các em xong hết rồi. Ba bộ sách là các bài cực kỳ chi tiết rồi. Các em cứ vào đó các em xem nhé. Ok. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Sau clip này 4 phần rồi, thầy sẽ ra cho các em đề thi. Đề thi thì bao gồm cứ mỗi bộ sách là 2 đề nha các em nha, 2 đề. Thầy sẽ lựa chọn các bài tập để thầy ra. Nói chung là thầy cố gắng bám sát ở cái đề, và cái tính chất đề ở đây tính là tham khảo thôi chứ không phải là đề chính thức các em nha. Chúc em học tốt và thi tốt. Bye bye các em nha.